Xin chào quý vị và các bạn, Nguyễn Trình rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Ngày hôm nay, sản phẩm mà Nguyễn Trình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là chiếc máy tính để bàn nhỏ gọn, hiệu suất cao Dell Virtuo 3471ST. Máy tính đồng bộ là sự lựa chọn hợp lý dành cho gia đình và các doanh nghiệp nhỏ với bộ vi xử lý tiên tiến, giúp nâng cao hiệu suất trong một thiết kế siêu nhỏ gọn. Về thiết kế, máy được thiết kế vỏ cát C dạng nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian làm việc, ngôi nhà của bạn mà không phải hy sinh các tính năng hoặc hiệu suất. Đặc biệt, phần lưới mặt trước của hệ thống kết hợp các lỗ thông hơi bổ sung, trong khi các bộ lọc siêu mịn được tạo ra để cải thiện luồng khí, giảm bụi và giúp hệ thống của bạn luôn mát mẻ. Dell Virtuo 3471ST sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như làm việc nhờ vi xử lý Intel Pentium Gold G5420 kết hợp với RAM 4GB cho khả năng sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc mà vẫn mượt mà. Trải nghiệm hiệu quả, các ứng dụng văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán mà không sợ giật lag. Với cao đồ họa Intel UHD Graphics 610, hỗ trợ tốt đồ họa cho các tựa game nhẹ hay các phần mềm chỉnh sửa đồ họa phổ thông như Photoshop. Ổ cứng HDD 1T, dung lượng lớn cho phép người sử dụng thoải mái lưu trữ, dữ liệu, phục vụ công việc, học tập, giải trí dễ dàng với tốc độ đọc và ghi nhanh chóng, chính xác. Để giúp cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi được dễ dàng và tiện lợi nên chiếc máy tính để bàn này trang bị đầy đủ các cổng HDMI, VGA, USB. Qua thông tin mình chia sẻ thì chiếc máy tính để bàn Dell Virtuo 3471ST sẽ đáp ứng được tốt nhu cầu làm việc cũng như giải trí của các bạn. Sản phẩm này đang được HC bán với giá là 7.690.000 đồng. Vậy còn chần chừ gì nữa, quý vị hãy mau nhấc máy gọi số tổng đài 1800 1788 hoặc truy cập ngay website www.hc.com.vn để mua ngay nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.